Ronaldo cảm ơn Manchester United sau khi lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Siêu sao Cristiano Ronaldo đã cảm ơn các câu lạc bộ cũ của mình, trong đó có Manchester United, vì vai trò của họ trong việc giúp anh đạt được một kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Trong trận đấu cuối cùng của Al Nass tại Saudi Pro League 2023-24 gặp Al Ittihad, Ronaldo đã lập một cú đúp giúp đội nhà giành chiến thắng với tỷ số 4-2. Cú đúp này giúp Ronaldo đạt mốc 35 bàn thắng sau 31 lần ra sân ở giải vô địch quốc gia Saudi Arabia. Anh đã chính thức lập kỷ lục mới về số bàn thắng nhiều nhất trong một mùa giải ở Saudi Pro League. Ngoài 35 bàn thắng, CR7 còn đóng góp thêm 11 pha kiến tạo tại giải đấu mùa này. Tổng cộng, Ronaldo đã ghi 44 bàn trên mọi đấu trường và vẫn còn cơ hội nâng cao thành tích khi Al Nass đối đầu với nhà vô địch Saudi Pro League Al Hilal trong trận chung kết King Cup vào rạng sáng thứ Bảy tới. Ngoài ra, Ronaldo cũng trở thành người đầu tiên giành được danh hiệu vua phá lưới ở 4 quốc gia khác nhau. Trước đó, CR7 đã giành được chiếc giày vàng ở Anh, Tây Ban Nha và Italia trong màu áo của Man United, Real Madrid và Juventus. Ronaldo đăng lời cảm ơn các câu lạc bộ cũ, trong đó có Manchester United. Cách đây ít giờ, Ronaldo đã đăng trên mạng xã hội dòng thông điệp tự hào làm nên lịch sử với tư cách là người đầu tiên giành vua phá lưới ở 4 quốc gia. Xin chân thành cảm ơn tất cả các câu lạc bộ, đồng đội và nhân viên đã giúp đỡ tôi trong suốt chặng đường vừa qua. Ronaldo vẫn còn hợp đồng ít nhất một mùa giải nữa với Al Nass. Có tin, đội bóng của Saudi Arabia đang lên kế hoạch mời anh gia hạn sau sinh nhật lần thứ 40. Trước mắt, sau khi mùa giải này kết thúc, CR7 sẽ đồng hành với đội tuyển Bồ Đào Nha tham dự Euro 2024. Đây có thể là giải đấu quốc tế cuối cùng của anh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.